Người có duyên từ kiếp trước thường có 7 dấu hiệu này, tránh cũng không được. Trong cuộc sống tấp nập, mỗi chúng ta đều có cơ hội giao tiếp và gặp gỡ với rất nhiều người. Những người ấy có thể trở thành bạn bình thường, bạn tri kỷ hoặc như người xưa vẫn nói là phải duyên phải số sẽ thành vợ chồng. Có thể bạn nghĩ rằng hiếm khi mình có thể gặp lại cố nhân tiền kiếp, nhưng đáng tiếc là bạn đã sai rồi. Con người chúng ta có thể từng trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm và thậm chí là không biết bao nhiêu kiếp trước theo giáo lý nhà Phật. Trong hàng bao nhiêu kiếp ấy, bạn từng giao du với ai, thân tình với người nào hay thậm chí là có nghiệp duyên. Tất cả đều có thể được lặp lại ở kiếp hiện tại. Vậy nên duyên phận là điều kỳ diệu, không thể dùng lời lẽ để diễn tả, chỉ là chưa được gặp, không có nghĩa là không có. Tục ngữ có câu, tu trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Ý câu nói này là những người có thể ngồi chung trên một chuyến thuyền đều là người hữu duyên, còn có thể kết thành vợ chồng thì giữa họ với nhau mối duyên càng sâu đậm. Nói cách khác, quan hệ vợ chồng là loại sâu sắc nhất trong tất cả các loại duyên phận, chỉ có điều là trong những duyên này có thiện có ác. Nếu bạn và nửa kia có 7 dấu hiệu này trong mối quan hệ thì rất có thể hai bạn đã có mối duyên từ kiếp trước. Kiếp này gặp lại để nối tiếp những ân oán còn dang dở. Hãy cùng chiêm nghiệm xem quý vị nhé. Dấu hiệu thứ nhất, hai bạn nảy sinh cảm xúc mạnh mẽ ngay từ lần đầu tiên gặp. Có rất nhiều người trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Họ như thể hai chiếc nam châm vô tình đặt cạnh nhau và ngay lập tức hút lấy nhau không rời vậy. Khi gặp người ấy, bạn dường như quên mất thời gian và mọi thứ diễn ra xung quanh mình, hệt như bị thôi miên vậy. Khi mới quen biết ai cũng thấy lạ lẫm, nhưng nếu gặp gỡ lần đầu mà đã cảm thấy quý mến hay có thiện cảm thì đích thị là có nhân duyên từ kiếp trước. Trong cuộc đời, chắc chắn sẽ có lúc bạn gặp gỡ một người như thế, nhất định phải biết trân trọng nhé. Và ngược lại, có nhiều người khi gặp nhau lần đầu tiên đã ganh ghét nhau như thể kẻ thù không đội trời chung. Rất có thể trong tiền kiếp các bạn đã có những trải nghiệm không mấy vui vẻ khi ở cạnh nhau. Kết cục gây ra sự chia rẽ, thù oán và đến kiếp này gặp lại, cảm giác khó chịu đó lại xuất hiện. Dù cảm mến hay căm ghét thì ấn tượng mạnh mẽ bạn dành cho đối phương là dấu hiệu rõ ràng nhất chứng minh mối duyên tiền định của cả hai. Bởi lẽ ấn tượng đầu tiên có thể là nhất kiến trung tình, chỉ cần gặp một lần đã đem lòng yêu thương. Nó cũng có thể là thứ cảm xúc mãnh liệt, căm ghét cùng cực để bạn nhớ mãi về đối phương, đúng như câu nói oan gia ngõ hẹp. Chính nhờ thế mà hình ảnh của đối phương sẽ in sâu trong tâm trí của bạn, sẽ khiến bạn phải nghĩ về họ mãi dù cả hai chỉ là người dưng nước lã. Hãy nhớ, nhân sinh không thoát khỏi số kiếp luân hồi. Cuộc gặp gỡ định mệnh hôm nay chính là sự kết nối đặc biệt mà số phận đã an bài. Dấu hiệu thứ hai, mới gặp mà như đã quen thân từ trước. Người xưa có câu, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Để nói đến những cặp vợ chồng có duyên tiền kiếp, bạn sẽ chẳng thể giải thích được vì sao mình cứ bị hút chặt vào đối phương. Dễ dàng chuyện trò, tâm sự đủ điều mà không hề e ngại, ngượng ngùng. Bạn cảm thấy dường như dù mình có làm gì, người ấy sẽ không đánh giá bạn. Bạn cảm thấy mình được thấu hiểu. Bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái và an tâm khi nhìn vào mắt người ấy. Bạn cảm thấy như họ có thể nhìn thấu tận sâu trong tâm hồn bạn. Và trên thực tế, người ấy sẽ chấp nhận bạn một cách vô điều kiện. Cảm giác thân quen ấy được lý giải là những cảm xúc, ký ức của kiếp trước vẫn in sâu trong tâm trí của bạn. Nếu đang có cuộc tình, cuộc hôn nhân như thế, bạn nên học cách trân trọng để mãi hạnh phúc an yên, không còn hối tiếc bất cứ điều gì mà tiền kiếp vẫn còn dang dở. Điều thứ ba, bạn như nhớ ra điều gì đó ngay lúc nhìn thấy người kia. Vừa mới gặp ai đó, bạn đã có cảm giác mãnh liệt đến khó tả. Muốn hồi tưởng về quá khứ dù không thể phân định rõ những điều đã xảy ra. Nó giống như một cảnh tượng gì đó bỗng nhiên xuất hiện rất nhanh nhưng rất đỗi thân quen. Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Không chỉ là cảm xúc, những hình ảnh khó hiểu cũng có thể là dấu hiệu của một mối quan hệ tiền kiếp. Đó là những mảnh ký ức còn sót lại luôn đi theo bạn ở kiếp này. Điều thứ tư, người đó có khả năng thay đổi tư duy, cách sống của bạn. Nghe có vẻ hơi mơ hồ, nhưng họ là những người bạn gặp tạo ra một nguồn cảm hứng mới lạ cho bạn. Đôi lúc bạn không thể gọi tên chính xác, nhưng sau cuộc gặp bạn cảm thấy vô cùng mạnh mẽ và muốn thay đổi cuộc sống của mình. Rất có thể trước đây bạn muốn thay đổi nhưng không tìm ra cách, hoặc có thể những người khác cho bạn lời khuyên nhưng bạn lại không thấy phù hợp với phương án của họ.
bạn cảm thấy thiếu động lực và không có hướng đi nào cụ thể. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi bạn gặp được người đó. Không cần ai khuyên bảo, bạn đã biết cuộc sống của mình sẽ thay đổi mãi mãi. Con người trước đây của bạn dường như biến mất và bạn sẽ biết rằng bạn không bao giờ muốn để cho người này đi mất khi bạn gặp họ một lần nữa. Điều thứ năm, hai người có một sợi dây liên kết kỳ lạ. Điều này giống như giữa hai người có thần giao cách cảm. Nhiều lúc bạn có thể cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng trong suốt quãng thời gian dài, nhưng mỗi khi gặp người ấy sẽ khiến bạn có cảm giác mình không còn là một mình. Bạn có một mối liên kết không thể phá vỡ với người ấy. Bất cứ khi nào bạn nhớ người ấy, ngay lập tức sẽ nhận được cuộc gọi từ họ. Và người ấy cũng luôn đoán trước được những suy nghĩ và lời nói của bạn. Hai người rất hay có những động tác và câu nói được phát ra gần như cùng một lúc. Một dấu hiệu liên quan như bạn hay nghĩ về người ấy. Trong những giấc mơ của mình, bạn cũng nhìn thấy bóng dáng của họ. Đôi khi, họ thấy bạn nói điều gì đó trong mơ. Và ngày hôm sau gặp lại họ, thật ngạc nhiên khi họ cũng nói những điều tương tự. Chính những điều kỳ diệu đó khiến bạn tin rằng giữa hai bạn thực sự có một chút gì đó gọi là kết nối vĩnh cửu. Điều thứ sáu, bạn có những trải nghiệm tương tự nhau. Bạn không biết làm thế nào hoặc tại sao, nhưng cả hai bạn có những kỷ niệm trong cuộc sống khá giống nhau. Hơn nữa, sở thích hay thói quen của hai người cũng có những điểm tương đồng kỳ lạ. Chẳng hạn như hai bạn thích đi dạo ở cùng một con đường, thích cùng một góc cà phê nhỏ xưa cũ, thích đi du lịch ở cùng một địa điểm. Cùng một vấn đề, hai người cũng hay có những cách giải quyết giống nhau mà không cần phải bàn bạc nhiều. Nếu có những dấu hiệu này thì rất có thể kiếp trước hai bạn đã rất tâm đầu ý hợp. Điều thứ bảy, cảm giác tội lỗi hay sợ hãi. Nếu bạn có cảm giác này trong lần gặp đầu tiên thì đây có thể là dấu hiệu về mối quan hệ từ kiếp trước giữa bạn và người đó. Có thể bạn đã mắc nợ người đó hoặc ngược lại. Khả năng cả hai đã từng làm tổn hại tới nhau trong tiền kiếp và cảm giác khó tả này vẫn lưu giữ đến hiện tại. Bạn thân mến, dù là duyên vợ chồng hay mối duyên khác thì chúng đều được phân thành hai loại, thiện duyên và nghiệt duyên. Theo quan niệm của Phật giáo, đời người chúng ta gặp lại nhau cốt để giải quyết ba mối duyên. Duyên từ việc người này có ân với người kia trong kiếp trước, nên kiếp này người kia tìm về để báo ân. Duyên mà người này thiếu nợ người kia từ kiếp trước, người kia đến để đòi lại nợ nần. Và cuối cùng là loại duyên mà cả hai thiếu nợ lẫn nhau, có thể là về tài chính, tình cảm, nên kiếp này gặp lại nhau, kết lại một mối duyên để giúp nhau trả nợ. Dù là vì nguyên nhân gì thì chỉ có cách tốt nhất là đối xử tốt với nhau để giúp nhau sớm hóa giải nợ nần. Một khi đã hết nợ, việc đối xử tốt với nhau cũng giúp khởi ra những cá nhân mới thiện lành ác. Và dù trong kiếp này chưa trổ quả thì đến các kiếp sau bạn cũng sớm muộn sẽ được nhận báo phúc tương ứng. Nếu đến với nhau vì nghiệt duyên mà không chịu hóa giải, cứ nợ nần, ân oán, dai dẳng, nợ này chưa trả xong đã kết nợ mới thì sau này sẽ còn quay lại nhau báo oán trả nợ dài dài, khổ chồng thêm khổ, chẳng bao giờ được thanh thản cả. Con người trong luân hồi đời đời kiếp kiếp không tránh khỏi những chuyện làm xấu, kết nghiệt duyên. Đời này gặp chuyện không vui, có ai đối xử tệ bạc với mình, mọi thống khổ đều gây ra bởi nghiệt duyên đã kết từ quá khứ. Lấy đức báo oán, thiện hóa người ác, đây chính là tấm lòng vị tha, không sợ hãi nhưng không tư lợi của người quân tử. Trong Giã Sử Trung Hoa, có ghi chép lại câu chuyện Tử Cống từng hỏi Khổng Tử, có chữ nào có thể làm nguyên tắc theo ta suốt cuộc đời không? Khổng Tử nói, thế thì đại khái là chữ thứ, tức tha thứ, ý tức là khoan dung. Cổ nhân chú trọng tu thân, lúc nào cũng phải chú ý xem xét bản thân mình. Hơn nữa có thể dùng tâm khoan dung, bao dung người khác, không chỉ là đức của bản thân có thể gia tăng mà còn có thể cảm hóa, thiện hóa người khác. Một đồ đệ của Khổng Tử là Nhan Hồi cũng từng nói một câu tương tự. Người thiện với ta cũng thiện, người không thiện với ta cũng thiện. Trong cuộc sống từ xưa đến nay, nếu lấy ác để trị ác thì không thể trị tận gốc cái ác được. Khi một người dùng tâm từ bi của mình để cảm hóa người khác thì năng lượng từ thiện tâm còn mạnh mẽ gấp vạn lần sức mạnh của đao kiếm, hóa giải hoàn toàn ác duyên, lại tạo ra thiện duyên vô cùng.
lấy khoan dung để tiếp nhận thái độ công kích của đối phương, lấy nụ cười đáp lại lời châm biếm, lấy nhường nhịn cảm hóa sự chế giễu, lấy bao dung đối đãi với khuyết điểm và sự hiểu lầm của người khác. Từ đó mà biến ác duyên thành thiện duyên, không nóng nảy bực bội, nhẫn nhịn không tranh cãi. Thương cảm với nỗi khổ của người khác, thản nhiên không lo không sợ, từ bi và tường hòa. Ấy chính là tâm thái vĩnh hằng của bậc giác giả. Mong rằng quý vị sẽ luôn gặp được những mối lương duyên tốt đẹp và trong cách đối nhân xử thế hàng ngày sẽ luôn nhớ lấy chữ thứ làm trọng để phúc khí ngày càng sâu dày hơn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.